Ôi trời ơi, chết rồi. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ở video lần này mình sẽ thử chế một cái động cơ dạng V2 từ cái motor 3V siêu cấp VIP Pro này nha các bạn. Thì cái loại này dòng tua của nó cực kỳ cao luôn, tới 98.000 vòng trên phút lần. Đấy. Như là ở đây, đầu tiên các bạn có thể thấy đây mình có một cái bộ chân vịt Thái nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì cái link Facebook của các bạn làm cái chân vịt này mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào muốn mua có thể click vào inbox cho bạn ấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một số món linh tinh ở đây. Như là một cái khớp nối 2 ly này các bạn. Một cái trục nhỏ 2 ly để chúng ta làm cái trục cho cái động cơ đó. Rồi chúng ta muốn nối dài ra thì chúng ta sử dụng cái này. Ngoài ra thì ở đây có cái dòng bi này các bạn. Thì cái này là nằm ở trong cái đầu của cái motor 180 á. Chúng ta sử dụng cái này để đệm vô đây, để cho nó bền nha các bạn. Còn đây là một cái bách căng nhựa này các bạn. Và để làm phần thân cho cái máy này thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái tấm nhựa PVC này các bạn, nhựa ống nước á, bạn cắt rồi các bạn ép ra như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo cái động cơ này nha các bạn. Và ở bước đầu tiên mình sẽ dùng kéo để cắt cái phần này ra nha các bạn. Và ở đây mình đã cắt xong cái phần này rồi nè các bạn. Ở đây mình có chấm hai cái lỗ để chúng ta khoan, để chúng ta nhét cái ổ bi vào các bạn. Còn đây là cái nếp gấp của cái phần thân. Chúng ta hơ lửa xong chúng ta gấp cái này lại thôi. Và bước tiếp theo mình sẽ gắn cái bánh răng và cái trục này vào. Ok, như các bạn thấy ở đây thì mình đã làm xong cái phần khung rồi nè. Bây giờ mình sẽ gắn hai cái động cơ này vào nha. Đấy, gắn vô hai bên đây nha các bạn. Thì mình mới nảy ra cái ý tưởng là mình sẽ làm thêm một cái bánh đà cho nó nha các bạn. Đấy, thì ở đây là cái bánh đà trong cái xe điều khiển, ổ lộn, cái xe mà đồ chơi mà đẩy chớn á các bạn. Các bạn tháo ra, mình sẽ lấy hai miếng như thế này. Còn đây là một cái bánh gồng gọc bằng nhựa, cái lỗ ở trong 2mm nha các bạn, để mà chúng ta có thể lắp vào đây. Thì mình sẽ dán cái này vô đây, xong lắp vào đây. Thấy là xong. Ok mọi người, thì để cho cái cục máy này nhìn nó thẩm mỹ hơn thì mình đã thay cái phần dây điện nối từ đây qua đây bằng một cái lõi đồng của cái sợi dây điện to các bạn. Rồi chúng ta chỉ cần đấu hai sợi dây điện từ một cái motor này lọn ra phía sau là xong nha các bạn. Và không để các bạn chờ lâu, bây giờ mình sẽ test thử cái cục máy này cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình sẽ test với cái cánh quạt này nha các bạn. Yeah.
Như các bạn cũng đã thấy thì đối với cái cánh quạt này, động cơ này nó quạt rất là mạnh luôn các bạn. Tiếp theo mình sẽ gắn cái chân vịt vào để test thử coi nó có mạnh không nha các bạn. Ok, như các bạn cũng đã thấy ở đây thì mình đã gắn cái chân vịt vào rồi nè các bạn. Đấy, bây giờ mình test luôn nha. Ôi rồi, mình không dám bấm hết ga các bạn, sợ nước nó tràn lan ra ngoài luôn á. Bây giờ bấm hết ga thử luôn nha. Ôi trời ơi, chết rồi. Thì sao pha hết ga hết số làm ướt nhẹp các bạn thì mình mới dọn xong rồi. Bây giờ mình sẽ test thêm mấy cái nữa cho các bạn xem nha. Ok mọi người, thì theo đánh giá của mình thì cái cục máy này nó chạy rất là mạnh luôn. Mình thấy nó chạy với cái chân vịt này nó sẽ ok hơn cái cánh quạt đó các bạn. Cái sức mạnh của nó khi mà kết hợp với cái chân vịt này nó sẽ tối ưu hơn nha. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại một like, một bình luận, đặc biệt là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.